chụp 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 chụp. Quá anh như mấy công nhân. Hello, Linh xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Thì hồi nãy giờ Linh cho vịt ăn á mọi người. Thì mấy con vịt nhà Linh nó có được đẻ được mấy ổ á, nhưng mà nó bỏ ổ hết rồi mọi người. Thì hôm nay thì Linh sẽ lấy trứng vô luộc ăn ha. Mời mọi người cùng thưởng thức với Linh ha. Đây thì bây giờ là Linh, ở đây thì có một cái con vịt này, nó đẻ, nó nở ra vịt con luôn á mọi người. Chứ mượn con chơi được không? Ơ, xin lỗi. Này là vịt con mới nở nè mọi người, thấy thương lắm á. Đây thì giờ Linh trả nó nha. Con vô con đi nha. Còn đây là mấy cái ổ mà mấy con vịt nó bỏ ổ á, thì Linh sẽ lấy trứng vô để mình luộc ăn nha mọi người. Vậy là trứng gà không có luộc à? Không, trứng gà hiện gà nó đang ấp rồi mọi người ơi, nè đó. Cái đầu bị. Mọi người ơi, thì cái hai cái ổ vịt nó bỏ ổ thì Linh lấy được bao nhiêu trứng đây nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ vô luộc ăn ha, để mời Bảo Buổi với mọi người cùng ăn với Linh ha. Đây rồi, xin mời mọi người ha. Đây, Linh sẽ bắt cái nồi hộp vịt lên để luộc. Quá chỉ cái nồi hộp vịt bự rồi. Mọi người ơi, thì cái hộp vịt của Linh là Linh mới lột xong rồi đó. Rồi bây giờ thì Linh sẽ làm cái nước sốt me nha. Cái hộp vịt lộn thì Linh lấy cái nước hộp vịt lộn mình trộn với cái me. Rồi cái Linh cho xíu đường vô ha. Cho xíu muối vô. Mình làm cái gì mà có vị chua mình nên dặn miếng muối vô để cho nó áp cái vị chua mà nó có cái hậu ngọt. Đây mọi người ơi, thì cái hộp vịt của Linh cũng làm xong cái nước sốt rồi. Thì bây giờ Linh chuẩn bị xào me nha mọi người. Trước tiên thì Linh đổ miếng dầu vô. Sau đó Linh bỏ miếng tỏi vô. Rồi, tỏi vàng rồi thì Linh sẽ đổ cái hộp vịt này vô. Cái sốt me mà Linh trộn sẵn thì Linh sẽ bỏ vô ha. Mọi người ơi, thì cái trứng của Linh nè, xào như vậy là bây giờ nó sắc xuống rồi, nước nó sệt sệt lại như vậy. Thì bắt đầu bây giờ Linh sẽ đổ ra để mời mọi người ăn ha. Linh sẽ gắp cái đậu phộng lên, rất là hấp dẫn luôn. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì ba dì cháu đã làm xong cái mâm hộp vịt lộn xào me rồi nè. Giờ xin mời mọi người, tất cả mọi người cùng ăn với ba dì cháu Linh nha. Đó, rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn mọi người. Đúng. Tại vì không có rau găm nên là Linh để xà lách với rau thơm đỏ thôi mọi người. Đây là nước chấm nè. Rồi bây giờ ăn nha. Buổi Bảo ăn muỗng đi con. Chị ba cũng có cái muỗng. Cái này mình gấp cho ăn ha. Đó. Đây, một cái trứng đầu tiên xin mời mọi người ha. Trứng vịt lộn xào me. Linh chấm với muối ớt. Rút luôn hả? Bỏ ra cái vỏ. Này tới 50 trứng luôn á. Ngon quá. Cái nước sốt rất là ngon luôn mọi người. Wow, cái nước sốt ngon thiệt luôn á. Ăn thêm một trứng thứ hai thôi mọi người. Không biết là ba dì cháu sẽ ăn hết 50 trứng hộp vịt này không nữa. Bây giờ Linh thử chấm với muối chua chanh ha. Tất cả là cũng có thể. Có thể ăn được 50 trứng luôn hả? Hay quá vậy. Linh xin mời mọi người một trứng nha. Cái này là hộp vịt lộn ốp mề á, nên là ăn nó rất là ngon. Cái con nó nhỏ vừa ăn mọi người.
xin mời mọi người. Mình cũng xin mời bạn nha. Thôi xin mời tất cả mọi người. Rất là không hề nóng. Rất ngon quá. Ừ, ngon quá. Lần đầu tiên Linh làm món này luôn á. Làm vậy cũng thành công lắm đó mọi người. Chị ba mình bị phiêu á. Cái này mà phải có rau găm nữa ăn chắc ngon lắm mọi người. Tại vì quên không có mua rau găm. Bỏ rau thơm với cà rất lắm. Rau chấm như thế này ngon. Cảnh như thế mà. Nghe bóc đường nữa. Được. Linh xin mời mọi người thêm một cái chấn thứ tư thôi mọi người. Rất là ngon luôn. Và ngon quá. Mà là nước sốt này ngọt vừa chua nha các bạn. Rất là vừa miệng luôn á. Ngon quá. Hồi nãy giờ rất là ngon luôn á. Nãy giờ Bảo ăn mấy trứng rồi Bảo? 11. 11 trứng rồi đó. Ăn gì dữ trời vậy? Bữa ăn được mấy trứng rồi? Có ăn đồ 3 trứng. 3 trứng mà Bảo ăn 11 trứng. Linh mời mọi người nha, Linh ăn trứng này nó mới trứng thứ 5 mà mọi người. Các bạn nhớ ăn ra cho tốt nha. Chúng cái trứng nóng quá trời luôn. Hộp vịt lộn này ăn rất là bổ luôn á. Hôm qua thì hôm bữa trước á, làm cái clip mình lên lỗi với xong á, xong bệnh luôn nên hôm qua nó không có làm video được. Rồi lên up cái clip bữa trước. Hôm nay lên mới làm hộp vịt lộn mọi người. Rồi mọi người không cảm cho ba mình. Chúng mày bê lại nhiều quá. Ủa? Thì ba sao anh bê lại mà anh bị bệnh ta? Tại vì bà yếu hơn con. Gì vậy? Hộp mẹ bỏ ngoài chứ. Con thích rau này, con thích rau thơm với rau sả thì dạ. Nó ngon. Ăn cho sức khỏe. Ăn với chỗ cơm ăn. Ăn cơm nữa hả? Ăn cũng nữa. Ăn một chứ không vịt lộn còn ăn cơm nữa. Linh xin mời mọi người thêm một trứng nữa ha. Rất là ngon luôn mọi người. Thì Linh ăn trứng này nữa chắc Linh không ăn nổi nữa đâu. Ăn trứng này nữa là trứng thứ 6 rồi. Bỏ ăn mấy trứng rồi? 13. 13 trứng hả? Ăn nhanh như vậy? Đâu, sớm gì đâu. Chị bà mới ăn 6 trứng à? Bữa nay ăn được 4 trứng chưa? Chưa. Chưa hả? Giờ đây là 4 trứng hả? Ừ. Ngon không bà? Bảo đúng rồi, ăn nhanh thiệt luôn mọi người. Cái này Linh bỏ ra. Cái hộp vịt này mà mình xào mai á thì nó ngọt ngọt, chua chua, rất là béo luôn. Rất là ngon. Xin mời mọi người ha. No thiệt luôn á mọi người. Bà dì cháu chắc ăn không hết hộp vịt rồi mọi người. Dạ con con là con không thấy ngon. Con không thấy ngon hả? Con không vậy. Hai đứa nó vẫn còn chưa no nhưng mà Linh no rồi. À, đứa cháu Linh công nhận ăn được lắm mọi người. Giờ nó là 5 cái à. Ừ, 5 cái hả hả? Giờ mình ăn 20 cũng không ngon. Ăn cái 30 cũng không ngon. Đâu con hỏi ăn thử gì ba coi con ăn là gì, gì ba nghĩ ăn là gì ba nhường cho con á. Ăn hết nào thử được. Rồi những người đang coi video này ăn với mình với bụng nha. Ở đây. Ủa anh không dùng muỗng á, thôi em dùng muỗng. Em lười tắm lắm. Bảo nó giờ ăn mấy cái rồi con? Đó, nó có... Giờ con ăn 8 cái nè. Ừ, nó có... Rau còn sắp hết rồi, con ăn. Ăn với 18 cái, 50 chứ hồi dịch lộn con ăn hết 18 cái rồi. Ăn chưa đến 20 với 30 luôn á. Ngon không? Con cảm thấy như thế nào? Hai đứa cháu của Linh nó ăn được lắm mọi người ơi. Nhất là Bảo nè.
mới có 12 tuổi mà nó cũng bự hơn Linh nữa. Tại vì hôm nay Linh bị bệnh đó, nên là không có ăn nhiều được. Hết bệnh rồi. Hết bệnh rồi hả? Ba ăn được. Thôi vậy ba nghỉ ăn rồi. Mọi người ơi, thì hồi nãy giờ là Linh ăn được 6 trứng. Còn Bảo là nó ăn được bao nhiêu trứng rồi? Con ăn được bao nhiêu trứng rồi? 20 trứng rồi đó hả? Ăn gì dữ trời vậy? Bữa nay ăn được mấy trứng? 9 trứng. Bữa nay ăn 9 trứng, Linh thì ăn 6 trứng, Bảo thì ăn 20 trứng. Thì bây giờ thì còn bao nhiêu đây nữa? Thì Linh xin phép là kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Nếu như mọi người thấy cái video này hay thì hãy nhấn like, share và đăng ký kênh giúp Linh nha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Bye.